Huy xin kính chào tất cả quý cô chú anh chị đang theo dõi kênh xe cũ miền Nam. Và ngày hôm nay thì bên Huy mới vừa về một chiếc xe rất là quen thuộc quý anh chị, Toyota Fortuner Legender, phiên bản đặc biệt của Fortuner máy dầu xuất động, sản xuất vào năm 2022. Xe đi mới có 14.000 cây thôi quý anh chị, rất là mới luôn. Thì anh chị cùng Huy mình xem chi tiết về sản phẩm. Trang bị camera 360 độ ở phía trước anh chị. Ở phía trước thì chúng ta sẽ có một cái camera hai bên gương và phía sau nữa. Thì xe này chế độ bảo hành hãng còn tới 2027 là quý anh chị. Mẫu Legender rất là đẹp quý anh chị, thể thao, và nhìn cái ga lăng phía trước nó thay đổi rất là nhiều, khá là hầm hố. Những cái phần nhựa đen bóng này được thiết kế trang bị ở trên cái bản đặc biệt Legender này, rất là đẹp quý anh chị. Gầm bề nè còn mới tinh, có đèn led, bi led, hai bi các anh chị đó, rất là đẹp luôn. Có đèn chiếu sáng ban ngày, và đèn bi led này thì có tính năng auto tự động bật tắt nha quý chị nha. Rồi có cảm biến khoảng cách ở phía trước, rồi có đèn cản, đèn cản là đèn led nha quý chị nha. Rồi vỏ này, ghe vỏ còn rất là dài, mới có 14.000 ca thôi quý chị. Đấy, vỏ thì được sản xuất từ tuần thứ 16 của năm 2022, và mâm với phiên bản Legender thì mâm này là mâm 18 in nha quý chị nha. Đó, mâm 18 in rất là đẹp. Gầm bệ đây quý chị. Đấy. Hiện tại thì xe mới vừa về Toyota Hiroshima Tân Cảng bên Huy thôi quý chị. Đấy, màu trắng ngọc trai là một trong những cái màu mà được khách hàng rất là thích quý chị. Khách hàng tìm kiếm những cái mẫu xe như thế này rất là nhiều luôn. Đây, camera 360 độ này ở gương, bên tay và bên phụ. Với tay nắm cửa mặt chrome, công tắc rau và cửa thông minh. Đấy. Nẹp trên kính quý chị, dán phim, che mưa, nó đầy đủ. Xe này cửa đóng rất là chắc nha quý vị nha. Chắc chắn rồi, mới có 14.000 ca thì như mới. Bên Huy về làm spa làm đẹp lên, chắc chắn như quý anh chị là sẽ rất là đẹp. Và xe này anh chị, chủ xe giữ kỹ, cực kỳ kỹ luôn. Dán đề can nha quý chị, dán đề can nha, dán đề can nha, dán hết luôn quý chị nha. Này, đây dán hết đề can luôn. Cho nên là bên trong nó còn mới tinh thôi. Keo sùng thì còn nguyên nha, ron này còn rất là đẹp. Những miếng chống trại bật lên xuống. Rồi lót sàn simili. Wow, anh chị nhìn nè. Cái tấm lót chân mà nó đẹp như thế này là anh chị biết rồi. Rồi đây, ghế chỉnh điện 8 hướng, 7 túi khí, và ghế thì đục lỗ, với những cái đường chỉ mai màu đỏ rất là đẹp luôn anh chị. Đây, bản thể thao với những cái viền này thì anh chị thấy không, nó đẹp ha, với những chi tiết màu đỏ này ha, nó rất là thể thao. Và thực sự là Legender là một trong những cái mẫu mà được khách hàng bên Huy kiếm rất là nhiều quý anh chị. Kể cả xe mới lẫn xe cũ. Đẹp lắm. Đây anh chị, vô lăng thì ốp gỗ bọc da với những đường chỉ mai màu đỏ các anh chị nha. Nó tôn lên một cái vẻ gì đó rất là đẹp, rất là thể thao ở trên cái mẫu xe này. Đây, cốp điện quý chị. Wow, có đá cốp luôn ha. Rồi, có camera 360 độ nè. Rồi, đây là cảm biến da anh chị ha, báo cảm biến da. Rồi, Huy vào ở bên trong. Đây, nổ máy ha. Nổ máy, chìa khóa smart key nha. Chìa khóa thông minh nha quý chị nha. Và mình có thể điều khiển mở cốp điện bằng cái chìa khóa này. Nhấn này là giữ khoảng 2 giây anh chị là sẽ mở. Rồi khởi động một nút bấm start up. Rồi công tắc cruise control, ga tự động, rồi lại chân số trên vô lăng. Đây, công tơ mét chuẩn của xe nha quý anh chị nha. Wow, 9 loa JBL, 9 loa JBL luôn nha quý anh chị. Còn đầu DVD có việc map dẫn đường luôn quý anh chị. Đây là một trong những cái mẫu xe mà như anh chị thấy ha, camera 360 độ nè, ok chưa? Gương chống chói tự động trong xe, đèn led, đèn led, đèn này giống đèn halogen quý chị ạ. Có gương, để vị trí để gương. Đấy, ok chưa, rất là đẹp. Da nha quý anh chị. Wow, chủ xe rất là kỹ anh chị, dán đề can nè, dán đề can hết nè anh chị thấy không. Wow, mới tinh. Chỗ này bọc da dán đề can, quá đẹp luôn quý anh chị. Đây, đó, cái mẫu Legender anh chị thấy không. Và ở bên trong vị trí này nó có cái dãy đèn nha quý anh chị nha, dãy đèn nha, rất là tuyệt vời, rất là đẹp luôn. Thì đây là một trong những cái mẫu khá là chất lượng, và anh chị mua về sử dụng cho gia đình thì thực sự là quá tuyệt vời, quá tuyệt vời quý anh chị. Đấy, xe còn mới tinh, mình sẽ tiết kiệm được rất là nhiều, rất là nhiều so với việc anh chị mua xe mới quý anh chị. Rồi, thay vì anh chị mua máy dầu bản thường thì anh chị mua chiếc xe xe mới các anh chị, máy dầu bản thường thì anh chị mua chiếc xe Legender này. Một chiếc xe rất là đẹp, có cổng USB, rồi
Và xe này được trang bị hệ thống điều hòa tự động hai vùng độc lập nha quý anh chị nha. Tự động hai vùng độc lập. Đấy, xe còn rất là mới, trần màu đen nha quý chị. Đó, trần màu đen. Đấy. Thì bản này là bản đặc biệt nha, bản đặc biệt, bản Legender. Ok, thì sơ lược cho quý anh chị mình nắm. Hộp số 6 cấp có chế độ Eco Power, rồi những tính năng cân bằng điện tử của xe thì có hết ở trên cái mẫu xe này. Rồi đây các anh chị. Đấy, nội thất bên trong ở phía sau. Chủ xe dán đề can hết nha quý vị nha, dán đề can hết, rồi những miếng chống trầy còn rất là mới luôn. Đây là vị trí tựa tay nha quý vị nha, tựa tay để ly nước. Đây cửa gió, cửa gió. Thì xe được trang bị 7 chỗ và mỗi hàng ghế thì đều có bố trí đầy đủ các cửa gió điều hòa, cho nên là hệ thống điều hòa của Legender thì làm lạnh nhanh và lạnh kỳ sâu. Cốp điện nha quý chị nha, có đá cốp luôn quý chị. Đấy, rất là tuyệt vời. Đó, anh chị nhìn ha. Đấy, ok chưa, mới tinh. Đấy, wow, dán luôn quý chị, dán thì căng hết luôn. Xe này mà anh chị về anh chị tháo ra, bên Huy làm spa làm Maru, anh chị về anh chị tháo cái đề can này ra là như mới luôn, quá kỹ. Thực sự là như vậy, quá đẹp quý chị. Ngồi bên trong ha, anh chị sẽ cảm nhận được, rất là tuyệt vời. Đây ổ lấy nguồn quý anh chị này, rồi đây cái cổng sạc USB, ok chưa, có móc treo, móc treo 4kg quý anh chị. Đó thì thông tin sơ cho quý anh chị mình nắm nha. Với chiếc xe Fortuner máy dầu số động, thiết kế rất là đẹp, từ mâm, đèn trước, đèn sau, ga lăng cản mọi thứ anh chị, cảm biến khoảng cách ở phía sau 4 cảm biến, rồi có cốp điện ha, có cốp điện. Rồi mọi thứ còn rất là mới và đẹp. Thì hiện tại sản phẩm này bên Huy mới vừa lái về thôi, sẽ làm spa làm đẹp lại các chị. Nó vỏ sơ cua là chưa hạ luôn, gầm bệ còn mới tinh. Với giá niêm yết hiện tại là 1 tỷ 140 triệu. Fortuner máy dầu số tự động phiên bản đặc biệt Legender, sản xuất vào năm 2022. Một chiếc xe siêu lướt các anh chị, mới 14.000 cây. Và chủ xe giữ rất là kỹ, từ ngoại thất và nội thất. Ngoại thất thì hầu như là còn sơn zin rất là nhiều, hầu như là còn zin anh chị, chưa sơn lại. Đó. Thì anh chị nắm sơ thông tin về xe rồi. Ghế ha, ghế bên phụ chỉnh điện 8 hướng. Thì đó là một số những thông tin chia sẻ. Quý cô chú anh chị nào quan tâm đến cái mẫu xe này thì liên hệ để Huy hỗ trợ tư vấn, để cho quý cô chú anh chị có thể mua về sử dụng cho gia đình. Xe khá là chất lượng quý anh chị. Rất là đẹp luôn. Sơn zin hết anh chị ạ. Đẹp lắm chị. Rồi cho anh chị xem sơ về phần động cơ nha. Sơ về phần động cơ. Đấy. Hầu như là còn nguyên bản. Sơn đồ còn đẹp lắm quý chị. Màu trắng ngọc trai nữa, một cái màu nó đắt hơn so với màu thường 8 triệu quý anh chị. Đó, màu lon 8 này vậy đó. Đó còn nguyên nha. Đấy. Rất là đẹp luôn. Từng chi tiết ở trên khoang động cơ. Đó. Mới có 14.000 cây thôi. Và chế độ bảo hành thì như Huy chia sẻ là tới năm 2027, và đâu khoảng giữa năm 2027 quý anh chị, và tới 150.000 cây số. Đó, 150.000 cây số. Bản Legender đặc biệt các chị thấy không? Cái đèn xi nhan á là nó đèn LED luôn nha, đèn LED luôn nha quý chị. Đó, chứ không phải là đèn halogen như cái bản thường đâu. Nó rất là đẹp luôn. Ok, xe mới về, wow, quá đẹp luôn quý chị. Thì anh chị nào quan tâm thì liên hệ Huy sẽ tư vấn rõ hơn cho quý cô chú anh chị mình mua về sử dụng cho gia đình. Và Huy xin kết thúc video tại đây. Cảm ơn quý chị đã dành thời gian theo dõi video. Huy xin kính chào và hẹn lại quý chị ở những video tiếp theo. Và đừng quên nhấn vào nút đăng ký kênh ở góc dưới bên phải màn hình để có thể đón nhận những sản phẩm mới về tại Toyota Hiroshima Tân Cảng, đại lý chính hãng của Toyota Việt Nam ạ. Huy xin kính chào và hẹn lại quý anh chị.